Mình chào chị và chú quay trở lại kênh với Phú nha. Hôm nay em lại đi đến quán đồ cũ để mua cho anh khách với một loa. Trước em có review mấy cái loa cũ đấy thì có mấy anh đặt mấy bộ. Em cũng đi nay đi để mua. Tầm may là vẫn còn chưa chưa ai mua. Thì rồi đây được. Sunwa Supply, đây một loa vi tính của thằng Sunwa, con này 2.350 bạc thuế. Nó có một loa outdoor khá là ok của thằng gì đây, Well, cái gì đây, maker là Well này, đây 2.700 Bluetooth speaker, con này giá tầm 550. Hàng này là nguyên hộp, hàng qua sử dụng chứ không phải là hàng mới nhé, nhưng vẫn còn nguyên hộp và bảo quản rất là ok. 30W Bluetooth là phù hợp với đi ra ngoài, đi ngoài tương tinh. Rồi con này Việt Nam chắc cũng tầm 900 bạc. Thì em đi mua thì hôm nay em sẽ mua cái bộ này, một là Component Series 2 này, và cái bộ loa Audio Technica của Audio Technica ATS-P95 này đấy. Thì đợi về Việt Nam cho anh khách trong thành phố Hồ Chí Minh. Cái này cũng là khách lâu năm của em, lâu lâu ngày xưa anh hay mua laptop của em, giờ anh quay lại anh mua thêm loa. Nói chung anh cũng mua loa nhiều của em từ trước rồi, anh cũng rất là cảm ơn anh. Đấy, thì bộ này là bộ Bose Common 2 Series 2 nha quý vị nhá. 2 channel 10W nha. Tất nhiên là những thằng này thì là in China thôi, chứ không không có là in Japan đâu. Hoặc là cùng lắm là có một cái nước là rất khác thứ ba, chứ không không, không có chuyện là in China này. Mà bây giờ hầu như 99% lo bông mới thì là làm in China này. Em sẽ nhặt bộ này và cái này thì đây, ở đây vẫn còn nhiều lắm, mấy cái bộ này vẫn còn nhiều lắm. Gì đây, Component 20 con đắt nhỉ, con này 4,5 triệu vào đắt thế, 3,5 triệu vào đắt thế. Vậy thì Component 2 Series 2 10W thì 3 bộ này. Để em lấy một bộ, còn lại 2 bộ. Và bộ Component 20 sau này thì 3,5 triệu khá là đắt. Và bên kia thì cũng có một cái bộ loa nữa, em sẽ qua em lấy tiếp, là một cái bộ loa JBL cũng như ngày xưa em có lấy cho bạn Dũng ở trong thành phố Vinh. Ở đây con nhân tiện quay con JBL này luôn. Đây là một con JBL Authentic 200, con đắt nhỉ, hàng mới à. Con này thì hình như là không mỗi cái việc. Con này đẹp đấy, nó rất là đẹp này. Làm theo kiểu lắp chia ô này rất là đẹp nhỉ. Cái cây ấy căng nó thì còn nguyên hết á, tất cả còn nguyên. À không phải, không phải hàng mới. USB, cái cáp USB thì không còn, chứng tỏ là đã qua sử dụng, nhưng mà còn rất là đẹp. Con này giá rất là đắt chứ không có rẻ một tí nào cả, giá 7,5 triệu gì đó. Bên này đắt chứ không rẻ tí nào. Nhân tiện đây này, có luôn con hai con súp, quay vị có nha, hai bàn súp này, một súp tannoy này đấy, tannoy này 150W nha quý vị nha. MX súp 10 nha, khá là ok. Tannoy súp thì cũng rất nhiều anh chị có nhu cầu ấy. Trước hình như em có quay ở quán ngày xưa có quay thì cũng có anh cũng là hỏi lấy một con như này rồi. Ngày xưa em một con ở trên Niigata kìa, trên cái tay 3 năm mấy à. Mang là gần loa thì còn ngon hết nha các vị nha, đẹp nha, ngon lành nha. Con này rẻ thế, 2,5 triệu chưa cước. Con này không biết nặng mấy cân, lâu quá em chẳng nhớ. Con này cũng không đến mức là nặng lắm vì có thể lôi được ngay. Tầm quanh quanh 10 cân gì đó. Cũng gọi là không nặng đâu, nhưng mà chưa đến mức nặng lắm so với con súp tầm này, 50W. Bát là 20 gì đó. Bên nào con súp Onkyo SKV 305 50W thôi,
nên sẽ chạy quay nữa. Con kêu mấy con kêu này, có con kêu gỗ đẹp, con nặng nhưng mà cũng chơi được, nhưng mà gửi Việt Nam thì nó không bỏ công. Phát này tách thì ok hơn này, có bạn giúp em quay luôn quý vị nhé. Phát tách CVK 200D nhé, trước mặt em đó, còn này đắt chứ 9 triệu hơn mà. Phát tách thì hàng 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 chất lượng ok rồi, nên cũng không cần phải bàn đến nữa, còn nguyên đầy đủ hết. Không có hộp thôi, còn giấy giấy hướng dẫn sử dụng này, cái cáp đi kèm mà nó. Còn đây là con súp gì đây, monitor XT12, con này thì giá nó cũng đã giảm một nửa so với giá mới, 100W, 50W đến 100W, có thằng bon biết gì đó, bát 30 giữ giá là 5,5 triệu, giá mới là 9 triệu. Này có mấy cái gì nhỉ? Quái đĩa này, nó như tách chúng ta ngày xưa em cũng có mua mấy cái về Việt Nam gửi cho khách, lâu rồi em cũng không mua cái dòng này và lâu cũng ít người chơi dòng này nên em cũng không mua. Có thể là quý vị anh chị mua ở bên các anh em khác bên này thì lâu nay, thật là lâu nay em cũng không có thời gian đi quay, dạo này mới rảnh hơn một chút, công việc nó ổn hơn một chút. Còn tai nghe thì tai nghe Sony vẫn đắt, audio Technica rẻ hơn 500.000, Sony thì vẫn trên 1,5 triệu hết. Yamaha này có Yamaha 900.000 này, chụp tai này Bluetooth, còn mấy cái đài cũ này, đài cũ nó đắt thật. Còn đây có hai cái, một là cắm pin, hai là cắm dây đều ok. Còn này Sony này 2.000 à. Đây thì thêm một cái này nữa, em lấy luôn một cái JBL này 3.000 này nữa. Đây con này thì không phải là Bluetooth mà là cắm dây. Xưa em cũng mua cho Dũng ở trong phố Trung Mỹ, trong phố Vinh cách đây 5 năm một con như thế này. Đó, hai loa này. Đây. Loa này là JBL gì đây? Peplit PC speaker, loa vi tính. Đó là đẹp. Nó nói tính mình cắm điện thoại mình nghe, nó phải là vi tính, nó vi tính đâu đúng không? Nói chung là cái này chất lượng rất là ok, trước em qua thử rồi. Trước em nghe thử rồi. Ngày trước khi mà mua về em gửi về Việt Nam cho Dũng Công Vinh cái lên 5 năm ạ. Nó năm mấy, nó năm rưỡi, hơn năm rồi. Nhân tiện đây thì có mấy cái máy hút bụi, mấy cái máy lọc không khí nữa này. Trước em mua một cái rồi, Atizuama Sharp. Trước em mua một cái như vậy rồi. Nhưng mà của em thì nó không phải là cái mà bỏ bình nước, vì em có máy dùng máy phun sương riêng, máy phun sương tạo ẩm riêng, còn em muốn lọc không khí thôi. Đây thì Panasonic, mấy con này rẻ này. Filter còn ok. Đây có ghi là giá 3.000 con này của cái dàn đi Trimbert. Còn Panasonic người ta lấy rồi đó. Còn Rizohama. Còn trước có em mua của thằng Yuji Rushi á, thằng chuyên làm nồi cơm á. Còn Panasonic thì người khác lấy rồi. Đấy còn các loại khác, Corona rồi Sharp gì thì nhiều lắm. Mọi cái đồ này nặng 10 mấy cân điện, nên là em cũng không ham thật vậy. Này, cái dòng này thì bên này dùng nhiều này. Yamaha này, thằng 30 trăm ọp này này, con này 1.000, 10.000 một con, 7.000 nha quý vị nhé. 2 triệu còn 1,5 triệu. Con này là lọc không khí. Con này lọc không khí đó. Con này dùng rất là ok ạ. Tội là nó còn gần, em lười về để chặt nhà, cái nhà thuê nhà nó bé, mấy cây cạo gót chân tiện quay luôn thôi chứ không quay làm gì. Ở bên này thì mới dễ mất xa hút bụi, máy robot hút bụi nhà, quạt này, quạt đẹp.
Đây, có gọt này, kim loại của Tozo Tomy đẹp này. Đây mấy cái máy gì đây, máy cầm tay này, không pin, Ryobi rồi bot rồi nation rồi và hết, nhưng không pin. Tại vì người ta khi mà người ta thay cái máy á, người ta giữ lại pin để người ta dùng cho máy mới luôn, nên là hầu như người ta không bán máy, không bán pin kèm máy. Đây thì cũng có thể một số cái là pin nó bị hỏng. Bên này thì cũng có bạn sạc rồi pin rơi, nhưng mà hầu như là không 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 được, không kia không hợp. Đấy thì nay em cũng review cho anh chị của chú xem mấy bộ loa em có đi mua đó. Thì nếu quý vị nào có nhu cầu mua loa bãi rồi các cái sản phẩm nồi cơm, thiết bị gia dụng, nhà tắm, nhà vệ sinh thì liên hệ em qua Zalo, Facebook nha quý vị nhé. Em có để trên màn hình nhé, và dưới comment có link thì ấn vào là ra luôn. Thì cảm ơn quý vị anh chị cô chú vẫn ủng hộ cái Phú trong khoảng thời gian 5 năm mấy vừa qua. Và nhân tiện đây thì có cái này quay vị nào cần nhá. Cái máy mài dao này, hai đã này. 4.000 tầm 800 cả thuế. Chưa cước. Rồi, thì con này đây là cái kính để đi kèm cũng có ở đây luôn đấy. Bảo vệ lúc mà nó bay bột về mài dao. Các em mua cái này về mài dao ấy là rất là ok. Con này ngon ạ. Anh chị em cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã ủng hộ, và hẹn gặp lại quý vị anh chị cô chú trong các video lần sau ạ.